Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái hình ảnh của cái núi đất này. Bây giờ là cái cổng gác là phía Trung Quốc nó gác. Mình coi như là bỏ luôn rồi. Dạ. Chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một chút về thác Bản Dốc và bãi Tục Lãm để coi mình còn mất như thế nào bằng những cái dẫn chứng rất là đơn giản để quý vị thấy dễ dàng, dạ, không có khó gì hết. Thưa quý vị, là đây là cái thác Bản Dốc và cái chỗ này gọi là cái gì thưa quý vị? Cái này gọi là cái gì? Thác Cao Ma Bạc. Dạ, thưa quý vị. Dạ. Thưa quý vị, mình hay nói là ải Nam Quan, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên phân biệt cái ải với lại cái cổng, cái cửa. Giống như cái đèo ngang nó to, cái ải Nam Quan nó là cả một khu vực hai bên cái con núi, con đường đi giữa, còn cái này là cái cổng. Thì cái cổng này đó, ở trên quý vị thấy nó là 3 tầng. Bên trên này 3 tầng là cái cổng mới. Ngày xưa cổng nó có 2 tầng thôi. Thế thì bây giờ làm sao để biết được biên giới của mình là tới đâu so với cái cổng này? Thì cái thời Pháp, may mắn là người Pháp họ hay chụp hình, cho nên chúng ta có được những cái hình ảnh hai cái cổng ngày xưa đối diện với nhau, cổng phía Trung Quốc và cổng phía Việt Nam. Dạ, thì cái cổng ngày xưa ở trên nó có 2 tầng thôi. Ở đây thưa quý vị thấy không, cái cổng 2 tầng ngày xưa Trung Quốc đây, cái cổng Việt Nam đây, cái cổng mình thì bé bằng nửa thôi, non nửa thôi. Và ngày xưa nó có bức tường, quý vị đọc Tam Quốc Chí nhớ không, chiều tối là đóng cổng thành, nhưng mà đóng cổng thành nó đi vòng, cho nên là ngày xưa có bức tường. Bây giờ thì mấy cái này tan nát hết rồi, và cái cổng Việt Nam là tan nát trước, còn cái cổng Trung Quốc là xây lại. Ngày xưa là 2 tầng, bây giờ là 3 tầng. Thì quý vị thấy hai cái cổng giống như nhà, hai nhà ngó nhau ở cái ngõ đường, phải không ạ? Đường phân chia chắc chắn nó phải đi chính giữa này, đúng không? Và nhìn cái tỷ lệ này chúng ta thấy khoảng cách nó độ mười mấy mét là nhiều. Vậy thì cái đường phân chia nó phải phía nam cái cổng này 5-7 mét mà thôi, đúng không? Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cái đầu cái quốc lộ 1A của mình cách cái địa điểm này khoảng 298 mét, tức là bị lùi sâu vào đất Việt Nam. Bởi vì mấy cái này bây giờ không còn, nó cất cái cổng mới, cái cổng mới mà quý vị thấy nãy đó. Thì từ cái cổng cũ này cho tới đầu cái quốc lộ 1A của Việt Nam là 298 mét, tức là ăn sâu vào đất Việt Nam 298 mét. Giờ xin quý vị coi tiếp, đây là cái cổng phía Việt Nam đây ạ. Nhìn từ phía Việt Nam, quân lính Việt Nam đi qua cái cổng phía Việt Nam đó, những cái cổng này bây giờ tan nát hết, là không còn nữa hết. Dạ, quý vị để ý ở đây nó có cái bia nó để là chữ Nam Cương Quốc Môn Đệ Nhất Lộ. Đó là cái bia của phía Trung Quốc, nó dựng nơi cái quảng trường ở phía nam của cái cổng, tức là trên đất của mình. Và có hai cái đường hầm, ngoài cái con đường đèo đó, cái con đường đi giữa cái cửa ải Nam Quan thì nó có hai cái đường hầm. Mời quý vị coi tiếp. Thưa quý vị, cái số 1 này đó là cái cổng bây giờ gọi là Hữu Nghị đó, số 1 này. Đây là không ảnh số 1. Và cái số 2 đó là hai cái đường hầm mà quý vị thấy nãy này. Cái số 3 là cái bia mà quý vị thấy. Số 4 là cơ sở của phía Trung Quốc rất là lớn, thành ra cái chỗ này bây giờ nó là cái quảng trường. Số 5 là cái cột mốc biên giới của Việt Nam 0 km đây. Và số 6 là cơ sở phía Việt Nam. Bây giờ quý vị có thể thấy đây là cái cổng bây giờ đó, cái cổng hồi nãy quý vị thấy là cái cổng bây giờ. Dạ. Thế còn cái cột mốc đó, quý vị có thể thấy ở đây. Đây là cái bia của phía Trung Quốc nhá, còn cái cột mốc thì nó nằm ở đây. Cái hình nó hơi bị chồng. Đây là cái cột mốc này. Quý vị thấy cái bia phía sau không ạ? Đó, cột mốc km 0 đầu của quốc lộ A của mình từ đây. Chỗ này nó cách cái cổng cũ là 298 mét, so với đất mình và người Nga không biết bao nhiêu. Thì cho thấy rằng là cái thì bây giờ thì kể như cả cái ải Nam Quan là mất, không phải là chỉ cái cổng không mà cả cái khu vực. Đó là kể như mất. Dạ.
Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta nói chuyện về cái thác Bản Dốc ạ. Thưa quý vị, đây là con tem thác Bản Dốc Việt Nam và đây là cái thác Bản Dốc. Như thế không? Thì nó có cái phần gọi là thác thấp và thác cao. Thác thấp là bên đây và thác cao là bên đây. Dạ. Thác thấp á, là cái dòng sông nó lớn, đây là con sông Quây Sơn. Nó tới đây nó chia ra làm hai và ở giữa là cái cồn. Cho nên cái dòng lớn nó mạnh á, nó đào sâu cho nên là nước nó nhiều, nó gọi là thác thấp, nước nhiều. Và một cái nữa, dòng nước nhỏ thôi thì nó gọi thác cao là nước ít. Thì thưa quý vị, khi mình đứng mình nhìn vào cái thác Bản Dốc thì người mình sẽ theo hướng nào? Đông Tây hay Nam Bắc? Khi mình nhìn vào cái thác Bản Dốc như quý vị thấy đó, đây này, cái... mình nhìn vào cái thác Bản Dốc thì mình đứng theo hướng nào? Mình nhìn vào cái thác Bản Dốc, thưa quý vị, là theo hướng Đông Tây. Lưng mình hướng Đông mà mặt mình hướng Tây. Con sông nó chảy từ Tây sang Đông chứ không phải Bắc Nam đâu ạ, chảy từ Tây sang Đông. Thì thưa quý vị có thể nhìn thấy ở đây cái hình bên dưới, đây là cái hình vẽ. Nhờ cái hình vẽ này thì chúng ta hiểu rõ hơn. Con sông Quây Sơn nó từ hướng Tây đây ạ, nó đi chảy sang hướng Đông. Và đây là cái thác thấp ạ, cái nhánh lớn là thác thấp. Và giữa nó có cái cồn, rồi bên đây đó là cái thác cao. Thì thưa quý vị, đây là cái vùng đất Việt Nam mình đồi núi phân chia bên dưới đây. Trung Quốc nó lạc đòi một cái mảnh đất chui vào đây. Dạ, cái phần đây là đất Trung Quốc nó chui vào đây. Thì trên biển chúng ta có 9 đường 9 vạch, thì đó gọi là đường lưỡi bò. Và tôi xin đặt tên đây là đường lưỡi chuột. Cái lưỡi chuột nó thò vào đây. Tại sao nó lại thò vào đây? Nó thò vào đây để làm gì? Nó đòi chia cái con sông này. Tôi cũng có đất giáp con sông, đúng không? Cho nên trước đây thác Bản Dốc là của mình, bây giờ nó đòi chia cái thác cao, thác này thì không kể, nên thác cao này bị chia đôi và cái hồ bên dưới cũng bị chia rồi. Đó, tức là bây giờ mình mất rồi. Và Trung Quốc nó xây những cái khách sạn, nơi nghỉ mát rất lớn đây. Việt Nam thì nghèo quá, vẫn chỉ có mấy cái chòi, lâu lâu có vài người tới thăm thôi. Thì đặc biệt ở đây có thuyền cho đi qua đi lại, tức là đi đây thì đi được nhưng không đi bờ được thôi. Tức là cái thác này đã chia đôi nhưng mà thuyền có thể đi qua đi lại chơi được, nhưng mà không được lên bờ Việt Nam, không được bờ Trung Quốc không được lên bờ Việt Nam nếu không có giấy phép. Đó thì chúng tôi trình bày quý vị để quý vị thấy thì mất như nào. Thưa quý vị, cái bãi Tục Lãm là từ Móng Cái đi ra, tình trạng y chang như thế này. Đó, con sông Bắc Luân nó cũng chảy ngày xưa thời Pháp Thanh, cái dòng chính ở đây, phòng thành bên đây, thì con sông Bắc Luân đây chia biên giới như thế này, cũng tình trạng y như thế này. Nhưng mà Trung Quốc nó không chịu, nó nói là phải chia theo cả con sông nhỏ nữa. Cho nên nó lấy 1/4 cái bãi Tục Lãm, cột mốc biên giới ngày xưa đây, thì nó đem đặt bên này. Đó là cái hiệp ước trên đất liền đấy, như vậy. Dạ. À đây thưa quý vị, đây là cái cổng vào cái núi đất ở Vị Xuyên mà chúng tôi trình bày quý vị nãy đó. Cổng bây giờ là cái tàu và lính Trung Quốc nó gác đây. Cái phần đất cao, mặt trận núi đất mà Việt Nam lấy lại mà bị thất bại. Bây giờ cái đất đó là Trung Quốc nó chiếm. Cho nên Việt Nam không bao giờ dám nói cái này. Nói là coi như bị mất. Và đây là quý vị thấy đây, cái bia kỷ niệm chiến thắng của sư đoàn 337 bị phá nát này, không ai trông coi hết suốt 30 năm. Bia. Dạ đây thưa quý vị, đây là cái bãi Tục Lãm. Bãi Tục Lãm đây. Ngày xưa cái đường biên giới ở đây, tất cả bãi Tục Lãm mình bây giờ Trung Quốc nó chiếm cái phần này. Đó. Nó chiếm mà thì nó nói đây là có cái dòng nhỏ ở dưới này, cho nên cái bãi này bị lấy mất 1/4. Ra tới ngoài này là bãi Dục Gốc nó nằm luôn ngoài này. Thì Dục Gốc này bị mất 2/3 cái cột ngoài đó là hai cái. Thì quý vị có thể hình dung được là mình mất như thế nào. Đây thưa quý vị, ở trên này là bãi Tục Lãm đây, còn bãi Dục Gốc là ngoài này, ngoài biển. Thì chúng tôi trình bày sơ với quý vị một vài câu chuyện như vậy. Kế tiếp nữa thì có thể nói một chút về vấn đề Biển Đông. Và không biết là quý vị có cái câu hỏi gì không, mình chia sẻ với nhau.